Hello, 1234. Um, hôm nay tối thứ sáu cuối tuần các bạn đã ngủ trưa Giờ này là 10 giờ rồi mình mới online mình chia sẻ livestream cho các bạn được và cái chủ đề tối hôm nay là một cái trong trong những cái chủ đề mà rất là nhiều người quan tâm đó là 10 gì ạ? À? 10 18 những cái suy nghĩ và cái hành động mà những chủ doanh nghiệp thành công làm thì những người thất bại thì họ không có làm à, và hôm nay đến giờ này thì mình mới chia sẻ cho các bạn được đúng 10 giờ luôn à, bởi vì mình mới đứng lớp về và mới vừa kịp bỏ một ít uh, cơm vào bụng là chia sẻ các bạn liền hồi chiều mình cũng chia sẻ mà tại cái wifi nó có vấn đề hôm hôm nay hơi tối nữa là bây giờ các bạn nào lên và chúng ta cùng nhau chào nhau làm quen nhau đi ok chào bạn trần trung à chào bạn tàng trần thị thanh thúy ok à, chào bạn thái bình à, bạn nào bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment xuống à bạn văn võ à, rất là vui lòng quen bạn văn võ ok chưa tối nay chúng ta quá tối đúng không chưa bao giờ cũng chưa bao giờ chào bạn ngọc lợi chưa bao giờ mình chia sẻ livestream tối nó như vậy chào bạn sang nguyễn à, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống nha lần đầu tiên biết mình À chào bạn Nguyễn Hoành Văn, rất là tuyệt vời. À, chào bạn Minh Chiến. À, bạn đang ở cái khu vực và vùng miền nào thì các bạn cũng comment luôn vào luôn và các bạn đang ở khu vực vùng miền nào. Nhớ em không thầy bạn Thanh Vân. Mình sẽ xem hình là mình sẽ biết em. À chào bạn Kim Loan lâu quá rồi. Ok chưa? À chào bạn Hải Âu Văn. Và các bạn đã chia sẻ cái livestream về nhà các bạn chưa? À, cái livestream buổi tối hôm nay nó hay lắm thầy bỏ em luôn rồi à, chào bạn John Trần okay, lúc này em thành đại gia rồi nên là um, uh, John Trần lúc này thành đại gia luôn rồi OK chưa chào bạn uh, Trúc Linh chào bạn Thanh Thúy OK à, cảm cảm ơn các bạn rất là nhiều thì tối hôm nay chúng ta chia sẻ một cái chủ đề mà um, tất cả những người kinh doanh thành công họ đều có cái tính cách này nhưng mà những người có danh thức bại thì họ lại không có à, Bạn à, bạn Mai Anh Định à, Lâu ngày quá ok à, Quá lâu ngày rồi vâng à, Chào bạn Trung Tuyến à, Và bây giờ chúng ta chia sẻ đi các bạn à, Đông lên để có nhiều người vào Hồi nãy giờ lòng vòng có 40 chắc là mọi người đi ngủ hết rồi hả à, Mọi người đi ngủ hết rồi sao á à, Lúc chiều mình à, chia sẻ rất là đông các bạn Nhưng mà lúc đó wifi không có tốt Nên mình phải giờ lại bữa tối nay các bạn chia sẻ đi à mà chia sẻ livestream để ép vào nhiều tan mấy đứa bạn mình vào cho nó đông à, chào bạn Nguyễn Việt Lợi vâng à, rất là tuyệt vời à, gần lên gần 50 bạn rồi chúng ta chia sẻ đông để chúng ta lên rất là nhiều người à, kinh doanh online cách hướng dẫn online không thầy à, em vào nghề đang kinh doanh online vâng. ok chưa à, cái, kinh doanh online hay offline gì cũng là kinh doanh mạng Minh Chiến à, nó là cuối cùng thì bạn phải hiểu về kinh doanh thôi còn kinh doanh online là chứ qua chúng ta ứng dụng internet thôi, mạng internet chúng ta kinh doanh thôi, chứ còn nó cũng là kinh doanh thôi à, Không ngại định đâu thầy ơi à, Không phải định đâu thầy ơi Mai Anh Vinh hả? Ok, chắc có lẽ vậy Vâng, và bây giờ Thứ nhất Là những người mà doanh nhân thành công á, các bạn nói vào Thứ nhất là họ như thế nào? Họ thiết kế cái cuộc sống của riêng họ À, họ không có để phụ thuộc vào vào người khác mà hay mình hay nói á nếu mà bạn đang có cái hoạch và mục tiêu cho cuộc đời của mình á thì về thì bạn à, bạn sẽ không trở thành cái hạch và mục tiêu cho người khác à, còn bạn nào mà không có cái hoạch mục tiêu cho mình thì bạn sẽ trở thành à, mục tiêu và kế của người khác à, cho bạn ngô khải ok chưa à, và cái người doanh nhân thành công thì họ luôn thiết kế cái cuộc sống theo ý đồ mà họ muốn bản thân mình thì mình cũng theo cái tính cách này nó là hồi xa xưa từ quê vào à, và mình là người đam mê kinh doanh Nên là trường cuối cùng là mình như thế nào mình chọn cái con đường làm kinh doanh à ok chưa chào bạn lưu hà chào bạn nguyên quyền ok chưa à, mình chọn con đường làm kinh doanh à, chào anh và cả nhà đang xem livestream à, bạn bạn lưu anh hà rất là lịch sự ok ừ. chúng ta hãy thiết kế cuộc sống như ý đồ chúng ta mong muốn chúng ta đừng có ngại chúng ta đừng đừng có để người khác họ thiết kế cuộc sống cho mình dĩ nhiên khi các bạn làm sẽ có nhiều người này đàm tiếu người kia đàm tiếu chính xác hoàn toàn chính xác nhưng điều đó rất là xứng đáng bởi vì bạn là người đi trước mà người làm chủ doanh nghiệp muốn ra làm chủ doanh nghiệp các bạn phải cần phải có cho mình cái tư duy À, chào bạn hoàng vinh à, cần phải có cho cho mình cái tư duy rất là dứt khoát tôi thiết kế cuộc sống của tôi, tôi chủ động tạo ra cuộc sống của tôi, chứ tôi tôi, tôi không có đi làm công để cho tôi, tôi đi chờ à, chờ gì, à, chờ cái sự ban phát của người khác, chờ cái công việc của người khác, mà tôi chủ động tạo ra công việc cho chính tôi ra thành là công ty nghĩa là chúng ta đang chủ động tạo ra công việc cho chính mình. À, vâng chào chào bạn à, xuân nguyễn à, buổi tối rất là năng lượng vâng rất là năng lượng mình mới vừa đứng lớp về luôn mình vừa đứng lớp tức thì về luôn à về mình vừa ăn cơm xong là mình chia sẻ các bạn đứng, đứng lớp từ từ sáu giờ chiều tới giờ à, cho các bạn à, hơn 60 bạn à, bb boss à, các bạn đó là đã chọn cái con đường làm chủ nên là bạn đi cái lớp này là cái lớp này là từng bước hướng dẫn cho các bạn ra làm kinh doanh à, bước a bước b bước c nó như thế nào à, chào bạn hương nguyễn ok chưa bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng comment với mình bạn nào đam mê ký con đường kinh doanh thì các bạn hãy chia sẻ livestream này về để gì à? à để lưu livestream này lại để xem rồi bạn bè các bạn xem rồi người khác xem nữa hồi nãy giờ sao mình thấy có mười mới có 18 cái chia sẻ đi à? à? một số bạn tại sao các bạn lại chưa chia sẻ ok chào hà phạm ok lâu quá chưa gặp em vâng chúng ta lại tiếp tục nghĩa là à, để những người có tư duy làm chủ thành công Thì họ tự thiết kế cuộc sống của họ Còn những người còn lại thì họ như thế nào à Họ để cuộc sống điều khiển họ à, Họ để người khác điều khiển họ Họ để gì à? à Họ để cái công ty mà họ làm điều khiển họ Chờ 30 ngày mới nhận lương Và có việc phải suy nghĩ Thì đắt rõ, xin sợ, đắn đo, xin sợ Đúng rồi, đúng rồi bạn Ngô Khải rồi à, Bởi vì sao ạ? À? cái cuộc sống của bạn bị công ty nó điều khiển em chào thầy em mới đọc xong quyển một của thầy rồi hay lắm em cảm ơn thầy ok rất là cảm ơn bạn minh đăng vũ ok chào bạn kim loan à, à rất là tuyệt vời bạn nào chưa chia sẻ thì hãy tranh thủ các bạn chia sẻ đi à, để chúng ta cùng gì à? à cùng hiểu ra được cái nguyên lý nó rất là quan trọng này hãy chủ động hãy chọn cái con đường của mình và nếu mà chúng ta làm không được thì chúng ta phải học để chúng ta làm được đừng cứ ngồi đó mà sợ bạn sợ 10 năm thì nó vẫn vậy nó là cái gì làm không được có hai cách để chúng ta làm được một cái vấn đề gì đó một là chúng ta tự mình gì à tự mình học để làm được việc đó hai là gì à Hai là nhờ người khác làm mướn người khác làm cho mình thì nó có à, cái cách một á là cái cách như thế nào à? cái cách mà mà dành cho người ít tiền à, và chúng ta cứ từ 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 chúng ta làm thì nó sẽ phát triển lên còn cái cách xoa thì sao à, dành cho những người có tiền Họ nhờ người khác làm, họ mướn người khác làm à, Các bạn tranh thủ chia sẻ để đông người lên Chúng ta lên 86 người rồi, 89 người rồi, làm sao lên hơn 100 người thì tuyệt vời Mỗi người chia sẻ một chút xíu thì chúng ta sẽ lên nha liền à, Chào bạn Nguyễn Viết Vũ, chào bạn Huỳnh Minh Trí vâng à, Các bạn giới thiệu các bạn đang ở khu vực vùng miền nào đi à, Đang ở Hạ Long thì nói là đang ở Hạ Long đang ở gia lai thì nó đang ở gia lai đang ở bên mỹ thì nó đang ở bên mỹ các bạn comment xuống các bạn đang ở khu vực nào các bạn comment xuống đây cho mọi người biết ok chào bạn tâm thanh vâng à, các, các bạn nhận ra điều này chưa nó là chúng ta cần gì à? bạn tâm thanh em chia sẻ cái livestream về chưa tâm thanh chia sẻ đi để cho nhiều người biết à, chào bạn hoài hương à, em đã chia sẻ chưa bà chào bạn kỳ nguyễn ok à, chào anh À, vậy theo anh làm cách nào à, vậy theo anh thì làm cách nào để <laughs> để con đường thành thành công ok vậy là hình như là bạn à, bạn kiệt nguyễn chắc lần đầu tiên xem livestream mình mới hỏi cái 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 câu này nha bạn xem trên like bạn xem trên hãy xem cái livestream này đến cùng gọi là cái thứ nhất là cái thứ hai là hãy đọc những cái bài hàng ngày ở trên facebook của mình là sẽ biết liền làm cách nào thì à, mình là dân khánh hòa à, không liên quan gì tới mình nữa hết đang ở cam ranh thầy ơi ok bạn nguyễn lợi đang ở cam ranh hả tuyệt vời à à ok chào bạn vui vẻ vinh à ok chào bạn hồng ở tân bình em đang ở bình dương bạn hương chữ đang ở bình dương bạn mai lan trần bạn đang ở khu vực nào bạn nói đi dạ. à bạn vui vẻ vinh đang ở thủ đức ok tôi đang ở phú quốc bạn à, suối Lê ok tuyệt vời Đó. vậy thì hãy thiết kế cuộc sống mà theo ý đồ chúng ta mong muốn bạn vui vẻ với em chia sẻ là trên chưa bạn su lê bạn chia sẻ là trên chưa bạn à, hòa hồ em đang ở quảng ngãi ok tuyệt vời Tức là vậy bạn tâm thanh bạn ở hà nội ok tuyệt vời em đang à, là công ty phân phối naga phước tại bình dương tuyệt vời ok vậy thì à, họ thiết kế wow hơn 100 người rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều cho chúng ta một tràng pháo tay rất là lớn hơn 100 người rồi vâng chúng ta luôn thiết kế cuộc sống mà chúng ta mong muốn theo đúng ý đồ của chúng ta chủ động đặt mục tiêu chủ động lên kế hoạch và chủ động làm vâng bạn ngô khải ở bắc giang bạn tuyệt vời bạn à, ở thanh hóa bạn cát như à, ai cũng làm chủ thì lấy ai làm thuê ok cái câu hỏi này rất là hay những người đang hỏi cái câu này là những người ở lại làm thuê bạn hình dung 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 chưa những người họ hỏi cái câu mà ai cũng làm chủ ai làm thuê cho mày thì đó là những người ở lại làm thuê bạn hình dung ra điều này chưa à, bởi vì họ chọn cái con đường làm thuê nên họ hỏi cái câu đó ok chưa? rồi tiếp tục ký thứ hai họ sử dụng tiền bạc để chiến thắng à, những người kinh doanh thành công thì họ luôn sử dụng tiền bạc để họ chiến thắng bạn trương dương hương lý ok cảm ơn bạn rất là nhiều à, sắp tới cái quyển online ra nữa bạn mua nhé bạn Huy Ngọc bạn ở Bình Định tuyệt vời ok bạn nào mới lần đầu tiên biết mình thì hãy inbox cho mình hãy comment với mình hãy làm bạn với dưới dơ dưới mình ok rất là tuyệt vời mình đã nói tao nói nhé các bạn bạn tâm thanh bạn ha ha cái gì thế ok chưa tiếp tục sử dụng tiền bạc để chiến thắng à, còn cái nhóm mà thất bại là họ sử dụng tiền bạc để không bị thua à, sử dụng tiền bạc để chiến thắng là gì ạ là họ dùng tiền bạc à, để gì ạ? À? để họ trải nghiệm sinh ra được đào tạo làm thuê mà đúng rồi à, bởi vì sao à? à chúng ta vào những cái nơi đào tạo và và như thế nào à, à giúp cho chúng ta đi làm công ăn lương ok ừ. chào bạn tăng minh hùng ok chưa ơ à. à. ờ, bạn đề hành những nghề 4 năm thì tại sao bạn còn có cái tư duy của những cái người mà 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 mà, mà suy nghĩ theo theo cái kiểu đó nhỉ hơi ngạc nhiên cho bạn đó hình như là bạn đang làm chủ mà cái tư duy của bạn có là người làm công thì phải ok chưa vậy thì nó như thế nào ạ à? à, sử dụng tiền bạc để chiến 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 thắng nghĩa là à, họ có tiền họ không có sợ mất tiền mà họ dùng tiền để họ học hỏi để họ phát triển để họ lớn lên mỗi lần chia sẻ của thầy đều có giá trị thật bổ ích ok Chả, cảm ơn bạn xung hề nếu là bạn à, hay xem livestream của mình hôm nay thầy à, về sớm hơn hôm nay mà về sớm gì mấy bữa là chín rưỡi có mặt ở nhà rồi hôm nay mãi cho đến gì ạ à? gần 10 giờ mới có mặt ở nhà tư duy đang bị đóng đinh đó thầy ha đúng rồi bạn nguyễn hoàng vũ nói tư duy bị đóng đinh rất là cứng tư duy và những người nào mà cái tư duy mà họ đóng đinh á họ cứ đóng đinh là phải vậy phải kia thì họ mệt lắm nhìn thấy thầy là năng lượng lên à mà, mà. À, cảm ơn bạn rất là nhiều bạn Xuân Nguyên em đọc à, quyển vực biển Lớn của thầy rất hay thầy ơi ok cảm ơn bạn Xuân Nguyên rất là nhiều em hãy đọc thêm cái quyển mỗi ngày một chút thôi nữa thì nó còn hay hơn nữa ok rất là tuyệt vời à, vậy thì sao ạ à? chúng ta sử dụng tiền bạc ok chưa à? điều hành doanh nghiệp chưa chắc phải là chủ làm chủ doanh nghiệp mới là chủ đúng rồi à, bạn nói như vậy CEO là thằng làm thuê mà cái này bạn không cần phải nói ai cũng hiểu à, chỉ có những người không hiểu mới đi nói câu này thôi còn ai cũng hiểu mà ok chưa? CEO thuê mà có gì đâu ok chưa rồi em là sinh viên được cái đẳng hàng tên bữa thầy đến trường giảng dạy hai ngày em rất thích các bài của thầy ok bạn thái bình cảm ơn em rất là nhiều lòng biết ơn của em nó giúp cho em à, nó giúp cho em phát triển có cách nào mua quyển bì văn đời quay tại việt nam không thầy có ơi có thôi Bị dân ở quay có ở bi em à, Giá của Việt Nam hiện tại là 160 ngàn các em À ok Cần bao nhiêu tiền mới kinh doanh shop đồ dạy thầy Ok chưa Nó tùy vào năng lực của em Có người như thế nào à Có người không có đồng nào họ vẫn ra làm được Còn có người có rất là nhiều tiền cũng cũng mắc Nó tùy vào cái, vào cái năng lực kinh doanh của em nha Làm chủ đồng tiền thì mới làm chủ Đúng rồi À Vậy thì chúng ta dùng đồng tiền để chúng ta trải nghiệm để chúng ta học hỏi để chúng ta lớn lên còn những người còn lại thì họ sẽ mất tiền họ giữ tiền khư khư vậy đó họ không có dám để dùng tiền để trải nghiệm họ không dám dùng tiền để đi nước ngoài tại vì họ sợ tốn tiền à, cách đây cách đây khoảng nửa tháng thì mình gặp bạn của mình nó hỏi thấy là năm vừa rồi cả gia đình mình vợ chồng mình đi dubai sướng à, quá hả mình mà kêu ừ đúng rồi à, nó, nó hỏi là một người đi hết bao nhiêu tiền vậy à, à một người đi hết bao nhiêu tiền vậy ok chưa lâu có sách thầy lâu có sách quá thầy ơi ok đúng rồi là à, nguyễn hồng linh linh ơi đúng rồi lâu có sách em à thì à, nó như thế nào ạ à? à bạn à, bà, và à, bạn nó hỏi mình có bao nhiêu tiền mà nói là một người hồi đó đi hết 38 triệu á ba mươi ba người là hết rồi các bạn thấy không à? hơn 100 triệu cái nó ngồi nó cứ xin xoa nó trời ơi bỏ hơn 100 triệu đi 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 du lịch và nó đi tới đi lui và bạn mình nó cũng khá lắm đó các bạn nó cũng khá lắm á à, nhưng mà nó tới tiền nên bây giờ sao ạ à? nó mở được cái tiệm hớt tóc thôi nó ra nó kinh doanh mười mấy năm rồi nó chỉ mở được cái tiệm hớt tóc thôi và số ngày nó cứ nó cắt tóc thôi và nó như thế nào à nó tiếc tiền bởi vì sao à? nó sợ mất tiền à Đúng rồi mà đi hoài à. tháng 7 này mình đi nè ít bữa bambi nghĩ rằng tụi mình cũng đi tiếp nè dự kiến là đi 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 Pháp và đi ý à, rồi tháng 7 này thì từ ngày ngày 12 tháng 7 cho tới ngày 16 tháng 7 mình dẫn nguyên đoàn 50 bạn đi Singapore à, cái, cái, cái chương trình đã được lên hết rồi à, Ok chưa nó là chúng ta dùng tiền để chúng ta đi trải nghiệm và khi chúng ta trải nghiệm thì chúng ta mới lớn lên còn những người thất bại thì họ sợ mất tiền Họ có đồng tiền nào họ giữ khư 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 vậy đó Và đó là lý do mà họ mất tiền Rồi họ chờ chỗ nào nói là làm giàu nhanh đó là bắt đầu họ mới như thế nào à, à Họ làm là giàu nhanh họ mới đóng tiền cho đó Và thế là họ bị mất tiền Giống như mấy cái đứa nó tiền ảo các bạn không à, Nó dụ bỏ tiền vô thế là mất tiền à, Rất là nhiều ví dụ nó như vậy mất tiền à mà họ không chịu cái dùng cái đồng tiền đó để họ gì à? để họ học tập để họ trải nghiệm để họ phát triển lên họ cứ đòi dùng đồng tiền đó họ làm giàu à? họ không hiểu rằng thành công và giàu có là do cái năng lực bản thân của chúng ta cá nhân phát triển thì tiền bạc của chúng ta phát triển cá nhân của chúng ta phát triển thì mối quan hệ của chúng ta phát triển cá nhân của chúng ta phát triển thì doanh nghiệp chúng ta nó phát triển à và họ không có biết cái điều đó họ cứ như thế nào ạ à? à nên dùng tiền để sinh ra tiền nữa đúng không tay đúng rồi bước đầu tiên là chúng ta phải có khả năng kiếm tiền bước thứ hai chúng ta phải biết bảo vệ cái đồng tiền và bước thứ ba chúng ta phải biết gì làm cho đồng tiền của chúng ta nó sinh sôi nảy nở ra à còn chúng ta không biết thì chúng ta như thế nào à sống để tiền phục vụ mình chứ đừng để chính mình phục vụ đồng tiền đúng rồi bạn hoàng vinh tâm trí em rất là tốt ok chào bạn trang trí ok cảm ơn em rồi cái thứ à ba các bạn ghi vô cái thứ ba đó là suy nghĩ rộng à, những người thành công thì họ luôn suy nghĩ rộng à, họ luôn suy nghĩ rất là rộng lớn à, cái đầu cái đầu của chúng ta nó chỉ hiệu quả khi nó được rộng lớn cái dù á, các bạn biết cái dù không cái dù nó chỉ được hiệu quả khi gì à khi cái đầu nó rộng ra à, khi nó được búng ra à, còn người thất bại như thế nào à họ suy nghĩ hẹp ok chưa suy nghĩ hẹp thường thường mà những người họ học giỏi về chuyên môn các bạn họ họ suy nghĩ sâu lắm suy nghĩ sâu thì cũng đồng nghĩa với suy nghĩ gì hẹp sâu nên nó hẹp dùng tiền để trải nghiệm cuộc sống tốt hơn là trải nghiệm thực tế để hiểu cuộc sống này tốt hơn để có kiến thức ạ à? ok bạn nguyễn hữu đức đốc bạn nguyễn hữu đốc rất là cảm ơn bạn à. ok giờ. bước đầu tiên là chúng ta phải có khả năng làm ra tiền chúng ta phải yêu quý đồng tiền tuy nhiên chúng ta đừng có lệ thuộc đồng tiền đừng có sợ mất tiền ok chưa mà hãy học nó cái bước tiếp theo là chúng ta phải suy nghĩ rộng à đừng có bị tư duy nó bó hẹp một chỗ à hoặc là mình hay nói là tư duy đóng đinh à, à à tối là phải học đại học học đại học thì mới thành công học ra trường thì phải xin công việc à, phải đi làm công rồi mới ra làm chủ ok cái đó là cái tư duy đóng đinh à, hoặc là người, mình nói là tư duy lối mò à mà như thế nào là tư duy lối mòn? Tư duy lối mòn là cái tư duy như thế nào? Các bạn thấy như một cái cánh đồng cỏ nó rộng nè à, Có một người đi trước à, Họ tạo ra một cái lối mòn Thì cái người đi sau cũng đi theo đúng cái lối mòn đó à, Các bạn thấy như vậy gọi là lối mòn à, Lối mòn là như thế nào? Nhưng mà cái thằng đi trước là cái thằng xây rượu các bạn biết không? Cái thằng xây rượu nó tạo ra cái lối mòn đó mà các bạn không có biết Và những người đi sau Đi đúng cái thế của cái thằng xây rượu đó à bạn nhận ra điều này chưa? nó là chúng ta cần phải có cái tư duy gì à, à hãy cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm à, chúng ta phát triển chúng ta lớn lên à cứ cái, cái cái tư duy nó cứ nằm trong in the box nghĩ là cái tư duy đông đinh nó cứ buộc vào à phải gì à phải học đại học học đại học thì mới thành công được không phải là có một bạn kia nói với mình rằng là em À, mình thấy bạn đó rất là lợi lợi mà nói tại sao em không ra làm chủ doanh nghiệp đi à thiệt cái bạn đó mới nói rằng em làm công thêm vài năm nữa để em có kinh nghiệm em ra em làm chủ mà nói ai khuyên em cái câu đó bạn nói cái anh kia nè cái anh cái ảnh khuyên em như vậy á mà nói sao mà em xui quá em quá xui nếu hồi đó em gặp mình trước là xong rồi các, 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 các bạn thấy không cái cái, cái đầu của bạn á nó như cái dù á bạn không khéo bạn bè nào nó in vô đầu nó quăng vô đầu nó nói làm công thêm vài năm để mới có kinh nghiệm đi đi làm chủ là thế là bạn in dấu như vậy hoài ừ. phải chứ cái thằng đó nó khuyên bạn là là ra là làm chủ liên đi không cần ra là làm công đâu thì, thì tự nhiên bạn cũng hành hành hà nội theo cái kiểu đó chúng ta làm công thêm 10 năm nữa thì chúng ta có kinh nghiệm làm gì có kinh nghiệm làm công chứ làm sao có kinh nghiệm làm chủ được chúng ta đi xe đạp thêm 10 năm nữa thì chúng ta lại có uh, có kinh nghiệm đi gì đi xe đạp Chứ làm sao mà chúng chúng ta có kinh nghiệm đi xe con được Vậy tại sao chúng ta không có một cái tư duy rằng Là chúng ta ra Muốn lái xe con thì chúng ta đi học lái xe con Và chúng ta lên chúng ta lo lái xe con luôn Tại sao chúng ta có có tư duy Là phải lái xe đạp Rồi mới đi lái xe con Tại sao làm chứ cho mà nó cầu kỳ Nó phức tạp vậy hả Và cái điều này à, à, Gặp sai người đó thầy Ok à, Bạn bạn Vũ đó đúng rồi mất mớ gì mà chúng ta phải cứ cứ lòng vòng lò vò vậy à, rồi rồi như thế nào à, à không rồi, rồi rồi lý lẽ rằng là ra làm công để có kinh nghiệm đã làm chủ ok cái đó là những cái lý lẽ của những cái người mà không, họ không có làm được à ok chưa à, các bạn chưa ai cũng nói vậy tôi muốn làm chủ tôi muốn làm cái này cái kia nhìn lại họ vẫn làm công đúng rồi họ nói một đàn họ muốn làm một đàn nhưng mà cái hành vi của họ tức là họ nói uh, khác nhưng mà họ lại đi làm khác à, các, các, các bạn anh chưa chưa nó là để chúng ta mới hình dung được cái gì chúng ta không biết thì chúng ta phải học hỏi để chúng ta phát triển để chúng ta biết nhiều hơn ok không đó đó là cái tư duy thứ ba cái tư duy thứ tư các bạn ghi vào những người làm chủ doanh nghiệp thành công thì họ tập trung vào cơ hội còn những người làm chủ thất bại thì họ tập trung vào những cái trở ngại ok cho nó khác nhau à tập trung vào những cơ hội tức là họ luôn nhìn thấy cơ hội chung quanh chúng ta còn cái anh mà thất bại là anh luôn nhìn thấy toàn là những thấy cái vấn đề mà họ nhìn thấy vấn đề họ rên rỉ họ than thở là chủ yếu họ em không có tiền mà em muốn mở công ty thì sau đây thờ ơi chị em với đi đến lớp mình đi mình lớp mình mình chuyên chỉ cái đó mà hoặc là mua hai cái quyển sách của mình đọc nè à, bạn đoàn minh dương à, ok này, bạn thấy không cái quyển thứ nhất là vượt biển lớn này cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm Xu à, bạn bỏ ra tiền để bạn mua hoặc là à, cái quyển thứ hai là mỗi ngày một chút thôi à, mỗi ngày một chút thôi ok chưa hai cái quyển này nó sẽ giúp cho bạn không có tiền thì bạn cũng vẫn phải đi làm kinh doanh được ok chưa không bạn mua hai quyển này về bạn đọc đi à, rồi bạn rảnh thì bạn lên bạn xem livestream à, bạn rảnh nữa thì bạn lên bạn đọc những cái bài trên facebook mình mỗi ngày à, mà bạn ở gần sài gòn thì bạn chạy đến cái lớp của mình mình có cái lớp miễn phí á bạn tới bạn tham gia cái lớp đó một cái đầu đầy sợ hãi thì không có chỗ trống cho những thành công ok cảm ơn bạn khải hoàng ơi ok chưa ừ. họ luôn nhìn thấy những cơ hội chung quanh mình mình ví dụ à, giá sách như thế nào tại, mình nói rồi cái quyển vượt biển lớn 100 k cái quyển mỗi ngày một chút thôi là hai trăm à, là là một k mua cả hai quyển này là hai trăm k gửi đến nhà bạn free ship trên khắp mọi miền đất nước à, và bạn nào mà mua một cuốn thì thì không free ship à, mua hai cuốn thì mới free ship sau đó bạn được ép vào một cái nhóm cái nhóm này là nhóm toàn bộ những bạn thuộc cái nhóm này là được sở hữu hai quỹ sách đó và họ là những người làm kinh doanh đó họ ở khắp mọi miền đất nước này và và trong cái group đó mình mới như thế nào à mình mới làm mình mới trả lời cho bạn những câu hỏi tuyệt vời hơn à bạn hồ hòa lớp thầy ở sài gòn ở đường nào ok mình sẽ cho em thấy cái địa chỉ à mình sẽ cho em thấy cái địa chỉ ok chưa à ptn vườn ươm doanh nhân À, tòa nhà Việt Câm Băng số 199 Điện Vương Phủ Phường 15 quận Bình Thạnh Em thấy cái số hotline mà à, Rất là đầy đủ ở trên này Ok không à, Hoặc là em lên à, Em lên google em search Bị ninh vực ở Nhân An Thì em sẽ thấy đó ok chưa Thầy ơi lớp của thầy ở đâu Trên thành phố vậy ok chưa Em cho mình số điện thoại à, Các em nó sẽ gọi gọi cho em Bạn Dũng à, Man City Ok Dũng ơi mai gọi cho em bạn nguyễn việt lợi em mua hai cuốn rồi em vào nhóm ok sẽ có người vào nhóm em mua trên Tiki có được vào nhóm không thầy được luôn ok chưa mua đâu cũng được hết với điều kiện phải trả lời được hai câu hỏi à bạn hương chữ à em cho em hai cuốn nha thầy cho số điện thoại đi bạn hương chữ rồi sách sẽ gửi về nhà các bạn trong thời gian này là free ship nha sau này không có free ship đâu á à. À, em muốn mua hai cuốn ok bạn ngọc lợi cho mình số điện thoại đi sách sẽ gửi về nhà em trên khắp mọi miền đất nước em đã có ai cuốn rồi em đăng ký vô nhóm mà không ai duyệt ok chưa bạn phải trả lời đúng câu thì người ta mới duyệt bạn trả lời không đúng không ai duyệt hết bạn trả lời đúng là tự động duyệt thôi ok chưa bạn nào trả lời không đúng thì không có duyệt đâu ok chưa bạn minh ơi bạn có đăng ký mà bạn không trả lời đúng câu hỏi thì không có duyệt đặt mua như thế nào thầy cho số điện thoại đơn giản bạn ngô khải cứ cho số điện thoại sẽ có người đặt cho em ok tiếp tục à tập trung vào cơ hội như thế nào là tập trung vào cơ hội như thế nào là tập trung vào cơ hội mình ví dụ như vậy à cách đây em có hai cuốn sách tuyệt vời của thầy mà vẫn chưa được vào nhóm à, làm sao để vào nhóm à, sẽ có người đưa đường link cho em vậy em trả lời hai câu hỏi thì em vào nhóm đại thiên tuế em vào trẻ không biết thầy đang nói sách gì ok hai cái quyển sách đây đại thiên tế ơi hai cuốn sách của mình đó mà à, đại đại thiên tế ơi Sách thứ nhất là sách vượt biển lớn mà, à, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm Sâu và cách sách thứ hai là sách sắt à, mỗi ngày một chút thôi cái quyển bị văn đầu quay thì bằng tiếng anh ở nước ngoài ok chưa đây là hai cái đây là ba cái quyển sách của mình nha thiên tới ơi nếu em mua thì em có rất là nhiều bạn mua đó em thấy không hùng vốn làm ăn đã là làm chủ cho thầy ok đúng rồi hùng vốn làm ăn là một trong những cái cách à, chúng ta làm chủ doanh nghiệp mà tuy nhiên nếu không biết cách thì em hùng vốn là em bị tiêu đó À, nó là nếu em uh, đang ở Sài Gòn thì hãy đến cái lớp làm chủ doanh nghiệp của mình, nó mình có lớp miễn phí á, tới lớp đã học rồi uh, mình sẽ trả lời chi tiết cái câu hỏi này cho em thấy hoặc là em mua hai quyển sách em vào group rồi mình sẽ trả lời chi tiết cái câu hỏi này cho em, ok, à. ok, bạn nào mà uh, mua thì cho mình sách, ok chưa? À. À, vượt biển lớn em có rồi ạ, ok, à, rất là tuyệt vời vậy thì tập trung vào cơ hội là như thế nào à? à hãy nhìn thấy cơ hội ví dụ nha ví dụ nè bây giờ nè mà bạn nào mà hồi nãy giờ nè các bạn thấy không à, các bạn nào mà mua sách của mình thì tự nhiên các bạn nhìn thấy cơ hội nghĩa là cơ hội thứ nhất là gì cơ hội thứ nhất là họ sẽ học được những cái bài học trong sách cái cơ hội thứ hai là sẽ được ép vào trong group kinh doanh và cơ hội thứ ba khi mà chúng ta ép vào group đó thì chúng ta sẽ quen rất là nhiều người ở khắp mọi miền đất nước này là toàn là những người kinh doanh và các bạn sẽ được mình hỏi những câu hỏi liên quan đến kinh doanh trả lời xin bảo cho bạn đó là cơ hội còn những người mà họ không biết tận dụng này thì họ ngồi họ suy nghĩ à, họ tập trung vào khó khăn họ nghĩ rằng ồ cái ông này ông bán sách họ họ nghĩ ô à, à, là, là, có gì đâu để học tức là họ nói toàn là những gì à, à toàn là những việc mà mà nó không có lợi ích các bạn biết không cùng nhau suy nghĩ thì suy nghĩ tích cực suy nghĩ là ích vẫn tốt hơn à ok chưa à. các bạn hình vôn chưa nè đó là tập trung vào những cái suy nghĩ và tập trung vào những cái cơ hội rất là tuyệt vời đó. hoặc là mình ví dụ mình ví dụ ha à, Cách đây mấy ngày thì có một bạn à, như thế nào ạ à? À, có uh, cái cái thời không không phải cái tay này mà cũng lâu rồi cái uh, ông xe ôm á à, ok chưa của uber á ông chở mình và đi uh, tới gần chỗ đèn xanh đèn đỏ cho văn thánh á nó kẹt xe thì ông cứ ông càm ràm ông kêu sài gòn lúc này kẹt xe chạy không có được mình hỏi với ông là mình nói là à, à, vậy thì ông có muốn không kẹt xe không ông nói muốn chứ mình nói lên thành phố mới bình dương á ông có biết không ổng nói biết ông thành phố mới bình dương mà nói ông lên đó thì ông khỏi kẹt xe à ok chưa bạn hồng châu em cho mình số điện thoại đi nha ok bạn hồng hồng châu bạn toàn lê ok thì mình mới nói rằng là à, mình mới nói rằng là bạn lên đó đó thì nó đâu có kẹt xe em cho ông nói ở trên đó đâu có người đâu thì mình nói đúng rồi không có người thì nó không kẹt xe vậy thì nó không có cơ hội để để cho ông chạy xe ôm nữa đúng không ở sài gòn thì nó đông người nên mới có cơ hội cho ông chạy sớm thì nó phải kẹt xe chứ kẹt xe đó là một cơ hội cơ hội để ông chạy sớm cái lúc này ông mới ngộ ra ông kêu đúng rồi đúng rồi mà nói đường xã Văn tanh như ở sài gòn kia thì làm là như ở thành phố mới bình dương kia thì làm sao mà có cơ hội làm ăn nữa ok chưa khi nào rút hoạt động vậy thầy em vào rồi mà chưa thấy bạn muốn thì bạn hỏi thôi Rút vẫn đang hoạt động bình thường mà Chứ bạn muốn hoạt động như thế nào bạn nghĩ ơi Em đã hai lần thất bại trong kinh doanh làm sao để tốt hoa lên Đây thầy em ở Hà Nội Thất bại là do thiếu kiến thức Thiếu kỹ năng Thiếu kinh nghiệm Và nếu mà bạn không biết học hỏi Và bạn không biết đúc kết ra được Thì như thế nào à, à Chào bạn Trần Yến Thì dù bạn có làm thêm 3 lần 5 lần nữa Bạn vẫn cứ thất bại Bởi vì sao à bạn thiếu kiến thức, bạn thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm, Đó là bước đầu tiên bạn cần mua hai quyển sách của mình, bạn đọc, và bước thứ hai mình ép bạn vào group và bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi trong group và mình sẽ trả lời, ok chưa? À, và lâu lâu mình mới tập hợp lại những câu hỏi mình livestream trong group một lần trong cái group thôi chứ mình không livestream ở bên ngoài tại vì cái đó là liên quan tới đến, đến tới kinh doanh, ok chưa? rồi tiếp tục những người thất bại là họ tập trung vào những cái khó khăn mà họ nhìn đâu họ cũng thấy những khó khăn, à các bạn không biết rằng à không biết rằng ok chưa hello thầy buổi tối năng lượng quá đúng rồi năng lượng à, khó ngủ luôn á nha à, à nói như thế nào ạ à? À, chúng ta cần gì à cần cần nhìn thấy những cái cơ hội các bạn biết rằng là à, khi các bạn ra làm kinh doanh người nhà bạn cản bạn đó là cũng là một cơ hội à, bạn nương lê em đã mua sách chưa à em mua sách em đọc đi thì em 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 sẽ biết À, mua hai cuốn sách của mình đọc đây à, và như thế nào à, khi chúng ta ra làm kinh doanh mà người nhà cản trở của chúng ta thì đó cũng là một cơ hội cơ hội gì các bạn biết không cơ hội để chúng ta thuyết phục rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nhà của chúng ta nếu chúng ta không thuyết phục được người nhà của chúng ta mà chúng ta đòi đi làm kinh doanh là dở hơi là không đúng à, người nhà của chúng ta đã, đã họ khó chúng ta để để gì để thuyết phục cho chúng ta cái khả năng kinh doanh à, khả năng thuyết phục khả năng bán hàng à chào bạn mai Huy họ okay, giờ thuyết phục à, họ giúp cho chúng ta luyện cho chúng ta khả năng thuyết phục nhiều người tới nói à, tại ơi em muốn ra kinh doanh nhưng mà vợ em nó cứ cản em hoài mà nói nờ no. à vợ em họ cản em điều đó không không có người vợ em chỉ đang luyện cho em gì à luyện cho em cái khả năng gì à, à khả năng gì à? để em thuyết phục giỏi hơn thôi thuyết phục vợ em giỏi hơn thôi em chưa thuyết phục vợ em à, mà em lại gì à? à em lại đi kinh doanh thì làm sao em thuyết phục được khách hàng các các bạn nhung ra điều này này, này chưa ừ. bạn Nguyễn Thành Sơn em đang sản xuất mặt hàng nội thất vậy mà hàng nội thất có thể vươn xa được không thầy ok bây giờ mình hỏi bạn thành sơn nè Bạn hỏi cái cái câu này mắc cười quá bây giờ bạn thấy ở sài gòn này nhiều người dùng đồ nội thất mà bạn thấy có nhiều công ty nội thất nó giàu mà bạn, bạn trả lời được câu hỏi đó bạn thấy có nhiều công ty nội thất nó xuất khẩu ra nước ngoài mà bạn chỉ cần trả lời câu hỏi đó là bạn biết nó có vươn xa hay vươn gần này à ok không à bạn cần phải đi học cái 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 góc nhìn tư duy về kinh doanh đó bạn sơn rồi tự nhiên bạn hỏi câu hỏi mình thấy bạn còn non ghê luôn thầy có nhiều bệnh lắm mà thầy đang cố gắng vì mọi người đó ok à, mình có bệnh gì đâu à, mình khỏe ru à? à mình khỏe ru à bệnh gì bạn anh dương ơi mình mình không hiểu là bệnh gì à, người như là khách hàng khó tính nhất ok chứ đúng rồi đúng á bạn trung 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 hiếu rồi à, chào bạn văn cường thịnh ok chưa vậy thì để mình nói cho các bạn biết à, thuyết phục vợ không xong thuyết phục gia đình không xong mà đòi đi làm kinh doanh nếu mà bạn ra bạn kinh doanh mà bạn đang không có tiền thì điều đó rất là tuyệt vời à bạn lơ hòn nhiệm bạn chưa vào rất được là bởi vì sao à, sẽ bạn nói này thì sẽ có cái em nó đưa bạn vào anh à, nó sẽ gì nó đưa cho bạn cái đường link và bạn phải trả lời được đường link thì bạn mới vào à mà có may có mai em báo cho thầy, à, ok chưa? À, báo vụ gì à? à? Bạn báo cái vụ gì? Ok chưa? À, ok chưa? Còn bây giờ mình đang live stream thì làm sao mình ép bạn? Bạn được. Và nếu mà bạn không trả lời được những câu hỏi thì bạn không có vào được rút đâu. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Đó là chúng ta phải luôn nhìn thấy cơ hội. Nếu mà ra khởi nghiệp mà không có tiền thì cái đó là cơ hội. Thứ nhất chúng ta sẽ không bị mất tiền những người ra khởi nghiệp mà có nhiều tiền là những người họ giỏi làm mất tiền lắm à còn chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta không có tiền thì chúng ta đâu có làm mất mất tiền thôi cái thứ hai nữa là do chúng ta không có tiền nên chúng ta không có suy nghĩ chúng ta không có lăng tăng cái việc là chúng ta phải dùng tiền nó như thế nào mà chúng ta chỉ có duy nhất một việc là tập trung vào gì à, à ok chưa em tâm đắc câu nói của tài chưa thuyết phục được vợ mình thì làm sao thuyết phục được khách hàng ok cảm ơn em nhiều đó. chúng ta không có lăng tăng cái việc mất tiền mà chúng ta chỉ là tập trung vào việc là đi kiếm tiền về thôi những người ra khởi nghiệp mà không có tiền là cái cơ hội để bạn luyện cái khả năng kiếm tiền tuyệt vời ừ. có gì đâu mà để mất thầy đúng rồi không có tiền thì có gì đâu mà để mất chỉ lo đi kiếm tiền thôi còn những ông ông ra khởi nghiệp mà ông có nhiều tiền đó là ông cứ bận rộn cái việc ông chi tiền không à rồi ông sợ mất tiền đó là à, khi ra khởi nghiệp mà chúng ta không có cái gì đó là cơ hội tuyệt vời hoặc là khi chúng ta còn trẻ okay, chúng ta còn trẻ mà chúng ta ra khởi nghiệp sớm thì đó là điều tuyệt vời vì chúng ta được va vấp sớm chúng ta được trải nghiệm sớm chúng ta được té sớm thì như thế nào à chúng ta sẽ trưởng thành rất là nhanh ví dụ ví dụ bây giờ một bạn À ví dụ như một bạn ok chưa chào bạn trang trí rất là tuyệt tuyệt vời chào bạn lung linh ok chưa nghe nói em hiện tại em kinh doanh giỏi lắm ha à, à, chào bạn điệp nguyễn ok giống em hồi xưa toàn bỏ ra đúng rồi bạn Trung thủy ơi nếu mà chúng ta không biết cách là chúng ta cứ bỏ tiền ra không à, à còn chúng ta biết cách là thì chúng ta sẽ đưa tiền về rất là nhanh à, ok bạn Trung thủy ơi nó là những người mà doanh nhân thành công thì họ như thế nào ạ? À? Em tự hào vì mình là người xuất phát từ xuất không đúng rồi ông già nói em rồi, à, bạn phải tự hào điều đó. À, không có nhiều thì phải có ít chứ, không có tiền thì làm được gì? Ok, tư duy gọi là cái bạn xuân phương là tư duy đóng đinh rồi. Ok chưa? Nếu mà có tiền, à, ok chưa? Nếu mà có tiền mà để mà kinh doanh được thì có, có gì đâu mà hay ho đâu bạn xuân phương ơi. Hồi nãy mình đã nói rồi Hãy có tư duy rộng mở Đừng có tư duy đóng đinh Suy nghĩ như bạn Xuân Phương Thì ai suy nghĩ không được 100 người Thì có người suy nghĩ giống như bạn rồi Không có tiền mà kinh doanh được Đó mới là tuyệt vời à, Ok chưa Số à, à Không phải số văn phòng bi Không phải cái số này em Số văn phòng bi là số à, 0937 93 95 à, Hoặc là uh, 0, 2, 8, 5, 4, 2, 2. à, 028 5422 1032 5422 Đúng rồi 1032 Không phải cái số đó của Văn Phòng Bi Nhớ tài giáo y quá Ok bạn lung lên rồi Em rất là tuyệt vời Em tự hào vì em lập nghiệp sớm Trong tất cả các anh chị ở đây Tuyệt vời Đúng vậy Vân à Càng lập nghiệp sớm thì càng trải nghiệm sớm. Bây giờ mình ví dụ nè. Một bạn 20 tuổi đã ra lập nghiệp rồi. Với một bạn 35 tuổi mới ra lập nghiệp. Thì chuyện gì xảy xảy ra? Chuyện gì xảy ra sau sau đó? À, 10 năm nữa cái bạn 20 tuổi thì bạn mới có 30 tuổi thôi. À, bạn có đầy những cái kinh nghiệm. Bạn vô cùng kinh nghiệm và bạn nhiều kinh nghiệm. À, ok chưa? Và chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra khi một người 35 tuổi 10 năm nữa họ 45 năm tuổi họ già rồi các, các cái, cái bạn nói trên nên nó càng trải nghiệm sống càng tốt khi chưa học lớp thầy em không nghĩ đến khoai lang dẻo của em chỉ thích ăn thôi khi học lớp thầy em muốn đưa món này ra thế giới tuyệt vời bạn anh tuyệt vời ok chưa thầy nói đúng em 35 tuổi mới làm nghiệp đúng rồi người 35 tuổi làm nghiệp làm sao có lợi thế bằng đứa 20 tuổi được đúng không thì đó là chắc chắn người nước ngoài họ chỉ kinh doanh bằng tư duy chứ không phải bằng tiền đâu đúng rồi bạn đồng minh dương chính xác ký cái gì à cái tư duy nó tạo ra tiền chứ không phải là dùng tiền tạo ra tiền ok chưa họ không có nhìn thấy tất cả những người giàu có trước đó họ đều không có tiền tuy nhiên những người mà tư duy họ không tới á, tư duy họ suy nghĩ hẹp á. họ cứ nghĩ là tiền không tiền làm sao làm được à cái đó là cái suy nghĩ nó rất là hẹp và đó là lý do mà họ không ra họ làm kinh doanh được à, Em chào thầy Em cho con 2 tuổi nghe livestream Để cho bé tư duy làm kinh doanh từ bé luôn Ok bạn Ngọc Lan tuyệt vời Tư duy tạo ra tiền quá chuẩn à, Em 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 thấy ảnh rồi anh ơi Em thấy ảnh rồi anh ơi Bạn Nguyễn Văn Ý Ok Cuộc sống là không chờ đợi Ok Ông già Noel rất là tuyệt vời nha Ông già Noel ơi Nó là chúng ta Cần phải tập trung vào cơ hội Đừng có tập trung vào trở ngại Đừng có tập trung vào là do em không có tiền và em cần phải có tiền nữa mới ra có doanh lực em chưa có kinh nghiệm đó là chúng ta tập trung vào những khó khăn và chúng ta phải tập trung vào gì yeah, à chúng ta cần phải tập trung bên và cơ hội ok giờ khi học xong em muốn phát triển sản phẩm và cà cá ra nước ngoài tuyệt vời ok chưa tiếp tiếp tục à, à, người doanh nhân thành công thì họ luôn ngưỡng mộ và họ yêu quý những người doanh nhân thành công khác còn những người thất bại á, thì họ như thế nào ạ? À? Họ ganh tị Họ ganh tị với những người làm chủ thành công Họ ganh tị với những người kinh doanh thành công Ok chưa? À, ok chưa các, các bạn ơi? À, nó là khi chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải tập trung vào gì à? Tập trung vào Vào gì à? Vào những cái người mà đã làm thành công Chúng ta học hỏi từ nơi họ Chúng ta ngưỡng mộ họ để chúng ta học được những cái bài học tuyệt vời từ nơi họ. Còn những người thất bại thì sao à? à? Họ ganh tị và họ chơi với những người thất bại giống như họ vậy đó. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là hãy tìm những người thành công xung quanh bạn, quanh bạn. Ai là những người thành công xung quanh bạn? Và bạn hãy chơi với họ, bạn hãy làm quen với họ, à, bạn hãy học những bài học từ họ, bạn hãy đi ăn cơm với họ đi uống cà phê với họ, à, đến nhà họ chơi, xem thấy họ đọc cái quyển sách gì, à, xem họ suy nghĩ nó như thế nào, thì chúng ta suy nghĩ giống như họ, hả? À, chứ con không, chúng ta cứ đi ganh tị với họ, chúng ta không muốn, chúng ta không bao giờ muốn trở thành người mà chúng ta ganh tị và chúng ta ghét và chúng ta không thích. Một thằng cao thủ nó muốn đá banh hay, chào thầy. Em vào sau hôm nay thầy chia sẻ đều thật ý nghĩa Vâng cảm ơn bạn Chí Công Một người Một người Các bạn thấy một điều rất là đơn giản này Chúng ta không Một cái cầu thủ mà nó như thế nào à Nó muốn đá banh giỏi Thì chắc chắn rằng nó có Nó đam mê những cầu thủ ngôi sao nào đó trên thế giới Và nó sao gọi Bạn không tính bạn phóng vấn xếp cho bạn Kim Thương Và chào bạn Lê Tấn Phước Ok rồi Chúng ta không bao giờ trở thành một cái người mà chúng ta gì à chúng ta ghét được tập trung vào những người thành công để học hỏi họ không quan tị cảm ơn thầy ok hả à, đối thủ của chúng ta nó giỏi hơn ta là chúng ta phải ngưỡng mơ họ chúng ta đừng có ghét họ những người mà đứng nhất đứng nhì trong cái ngành của bạn họ giỏi không họ giỏi kinh khủng chúng ta phải theo để chúng ta học hỏi họ hả à, bạn hiểu chưa Chứ chúng ta lại gì chúng, chúng chúng ta lại ganh tị cho họ chúng ta lại ghét họ chúng ta kêu đối thủ rồi chúng chúng ta ghét họ thì làm sao chúng ta bằng họ được họ là người đứng số 1, số 2 trong ngành của chúng ta thì chúng ta phải đam mê họ chúng ta phải ngưỡng mộ họ họ là cái gương cho chúng ta để chúng ta hành động họ đứng 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 nhất đứng nhì trong ngành của chúng ta mà họ giỏi kinh khủng vậy thì chúng chúng ta phải như thế nào À, chúng ta như thế nào à chúng ta phải học hỏi từ nỗi họ rất là nhiều chúng ta không bao giờ chúng 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 ta không bao giờ mà trở thành người mà chúng ta ghét hết à, bạn phương nguyễn say à? say đâu mà say mình cứ bao giờ nhậu đâu mà say bạn thấy mình uống chai gì không? chai gì cho nước khoáng Đảng thạnh gửi từ ngoài khánh hòa vào đó tuyệt vời lắm Okay. nước nước này là nước khoáng rất là ngon à ok chưa à, nhưng mà lâu lâu cũng nên xây một cái ha ok chưa nó là chúng ta như thế nào chúng ta cần phải gì ạ à? cần phải ngưỡng mộ và yêu quý người thành công đó là điều tuyệt vời à, mình chia sẻ 18 điều lặng mà hôm nay mình chia sẻ bằng chín điều bốn à, điều thôi rồi mình sẽ chia sẻ tiếp à, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình hoặc là à, chưa biết mình thì hãy mua cái quyển sách của mình về đọc mình chia sẻ tới 18 điều của người thành công này nha các bạn ơi mua sách của mình về đọc sách ra à, của mình là sách ra à, vượt biển lớn cái quyển thứ hai là mỗi ngày một chút thôi và quyển thứ ba là bị dân đầu quay ok chưa và bạn nào mà chưa gì à, à có hai quyển sách này rồi thì các bạn được sẽ vào cái group và kinh doanh cái rất là rất bí mật chỉ những người mà có hai quyển sách này các bạn mới được ép vào à. À, sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước hai quyển là 210k à. ok chưa hai quyển là 210k luyện ơi tối nay em không đi beatbox chứ luyện ơi à. và à, ngày mai thì mình có đứng lớp 2 ngày về cái lớp nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh và đòi nợ ok chưa À, tuần sau thì mình sẽ có cái lớp gì thứ năm mình sẽ có lớp và khởi nghiệp kinh doanh miễn phí à, bạn nào quan tâm thì như thế nào ạ à? À, chia sẻ cái lời bán ăn đúng rồi ông già nói em khỏi bàn luôn và người à, à, tuần sau và thứ bảy chủ nhật nữa là lớp gì ông già nói em em mua sách chưa tại sao em chưa mua vậy à, và em chia sẻ lời trên này về nhà em chưa à, và như thế nào ạ à? À, và như thế nào ạ à? và à, thứ bảy chủ nhật tuần sau thì có lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 143 à, bạn nào là quan tâm tới kinh doanh ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bà rịa vũng tàu long an những nơi gần thì hãy à, hãy về em mua hai quyển rồi thầy ok ok bạn dũng à, rất là tuyệt vời thì tối hôm nay mình chỉ chia, chia sẻ bạn đến uh, bao nhiêu thôi à, rồi mình sẽ gặp bạn vào tối mai tối mai sau khi mình đứng lớp về thì mình sẽ chia sẻ bạn tiếp À, 4 điều tiếp tất cả là 18 điều lặng Ok Các bạn ơi à, à, tác giả Việt Nam à, hay hay tổng hợp lại sách của thầy có vậy không Ok à, bạn muốn thì bạn hãy đọc ok chưa mình chả tổng hợp lại của ông nào mình viết cái của mình chứ mình tổng hợp lại của ai sách này là cái sách trải nghiệm của mình à, ok chưa tác giả nước ngoài thì được vài ông viết hay thôi đâu phải ông tác giả nước ngoài nào cũng viết hay à. nên bạn ngô khải mà bạn hay đọc sách mà bạn nói cái câu này thì rõ ràng là bạn vẫn vẫn chưa thực sự am hiểu tác giả nước ngoài được vài ông viết hay thôi còn những ông viết cũng viết còn không bằng tác giả việt việt, việt nam nữa tác giả việt nam là tiền ơi có những người họ viết rất là hay à ok chưa à bạn ông già Noel có lẽ là em 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 như thế nào à, à có, có lẽ là em thuộc cái tiết người mà à, Phân tích đồ giỏi quá ha Ok hành động thôi em Không cần phải phân tích à, Ok chưa à, Và Cảm ơn các bạn rất là nhiều Chúc bạn buổi tối ngủ thật ngon sáng mai mình cũng phải đi sớm rồi à, Mình lên, lên lớp sớm rồi lớp ngày mai tới 70 người à, Về cái lớp nghệ thuật là đàm đàm phán Cảm ơn các bạn rất nhiều À, chúc các bạn buổi tối ngủ thật ngon bạn nào chưa biết mình thì hãy làm quen cái nói với mình bạn nào chưa chia sẻ livestream thì tranh thủ chia sẻ livestream này về đi nó tới 18 đều đều lặn ok chưa 18 điều ở ở xa không ấy thì thì mua sách về đọc em ơi à, ok chưa à, đúng rồi như bạn thiếu kiến thức nền tảng thì các bạn phải đi học thêm tôi cho biết sao giờ ok rồi bye bye các bạn chúc bạn ngủ ngon nha